Rồi, ok anh em nha. Sáng nay lên hai con lacquer vàng này nè, 10k nha. Đây, mình tháo sẵn cái máy nó cho anh em coi nè. Là bọc vàng nha anh em, lacquer á, bọc á, chứ không phải xi mạ nha anh em. Bao nha, không bao giờ phai màu nha. Hàng xưa chính hãng nha anh em. Rồi một con. Con này nữa. Con này cái mặt nó nhỏ một chút xíu nha anh em. Em thấy không? Cái dao này nó seal không có được cái đồ thảm bậy Trung Quốc anh em ạ. Là mình seal hơi khó, rách cái bao tay luôn thấy không? Seal quán con anh em coi thử đây. Còn anh em cần nhu cầu thì mình mới con này seal nha. Còn con này trước đây nè. Thấy không? Búa này. Đồ xưa các thứ này. Đây cái nắp của nó này anh em. Máy của này thì ngon lành hơn cho nên là mình quay kỹ xuống nha. Đây, có cái máy mấy cái zippo này nè. Ở đây để bán anh em chơi nha. Đây có con đời số 5 205. Ba con đai cào cào ruột gió lum la hết rồi nè. Đây còn ba con đai hai gió thôi nha nè. 3, 4, 5, 6 bốn con này với hai gió nữa nha, 1 triệu anh em hết mới này luôn nha. Rồi bán đi anh em chơi nha, chủ yếu lên 2 đồng hồ này coi chưa. Rồi ok anh em nha, nếu nào chơi thì nhắn mình nha.